Xin chào các bạn. Rất nhiều người mua hoa hồng thì cứ thắc mắc là không biết là cây hoa hồng nào là cây hoa hồng ghép, hay cây nào là cây chiết cành, hay là cây nào là cây dâm cành. Hôm nay chúng tôi có dịp là về với làng Xuân Quan, Phụng Công. Phụng Công, thì đang gặp một bác có thể nói là nghệ nhân làm vườn rất là lâu năm rồi. Thì bác đang thực hiện các cái thao tác là chiết cành cây hoa hồng đào, đúng không anh nhỉ? Đúng, đúng rồi ạ. Bác có thể giới thiệu cho mọi người biết được là cái chiết này thì là làm như thế nào không ạ? Chiết này thì đây, cành nó như thế này thì ta cứ cắt cái vỏ ngoài đi, xong bóc ra, xong là lấy cái dĩa bèo này quấn vào, xong là bọc dây bóng buộc vào thôi. Dễ bèo này thì là phải phơi khô phơi hay khô. Là có cần phải tẩm thuốc hay có Không, làm cái gì cái này chỉ lấy ở dễ bèo về xong phơi thật khô, xong là để bọc vào thế thôi. Dạ vâng. Vâng, thì bác cứ tiếp tục công việc của bác đi ạ. Tôi sẽ quay một cách rất là chi tiết cụ thể các cái thao tác. Bác có thể làm chậm chậm một chút ạ. Thế là cắt khoanh một đoạn đúng không ạ? Khoanh một đoạn, xong bóc cái vỏ ra. Xong rồi là quấn cây rễ bèo khô vào. À. Cộng với cái túi ni lông. Túi ni lông này có tác dụng gì bác nhỉ? Chả có gì đâu. Chỉ cái ni lông là chẳng qua là mình bọc vào để cho giữ cái này, giữ được độ ẩm thế thôi, chứ còn chả cái gì đấy. Như các bạn đã nghe thì là bác giải thích là cái tác dụng của cái ni lông này chỉ có mục giữ độ ẩm để cho cái bầu, giữ độ ẩm cho bầu. Từ lúc cắt đến lúc mà có thể cắt cái cành này đi để dâm, để dâm trồng xuống thì khoảng độ hơn một tháng. Hơn một tháng các bạn ạ. Là cái vị trí mà để chọn cái mép để cắt thì có cần phải không lựa phải chọn cái gì, cứ chỗ nào nó ấy là cắt thôi, không phải chọn một chỗ nào cả. Vâng. Cắt chỗ nào cũng được, đây cũng được, đây cũng được, cắt chỗ nào cũng được. Dạ vâng. Muốn cắt ngắn thì muốn lấy nhiều thì lại cắt với cái không lấy cái cành to này thôi. Bác có thể nói cho chúng cháu biết được là cái dâm cành khác với cả cái chiết và ghép như thế nào không ạ? Đấy, cái chiết thì nó như này rồi, còn ghép mắt thì mình lại phải lấy từ cái gốc cây khác ghép vào với cây này. Vâng. Gốc cây khác thì thông thường như cháu được biết thì là lấy từ gốc cây tầm lấy tầm gốc xuân. Từ gốc tầm xuân. Tầm xuân đúng không ạ? Vâng. Cắt mắt cây này ghép vào. Vâng. Thế bác có thể giải thích là vì sao mà mình lại phải lấy cái của gốc cây tầm xuân không ạ? Cái tầm xuân thì nó khỏe hơn. Vâng. Thì mình ghép vào nó khỏe. Vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Xoáy tròn một đoạn các bạn ạ. Xoáy hai đầu. Sau đấy thì bóc cái lớp vỏ ngoài ra. Không cần phải phun thuốc kích thích ra rễ hay gì hả bác? Không việc gì cả. Đấy này, cứ thế này thôi. Dạ. Bọc vào thôi. Một cái cành bé như thế này để ra được một cái chậu hoa hồng to như mấy cái chậu ngoài này thì phải mất bao nhiêu lâu hả bác? Cái này nó khoảng độ phải 8-9 tháng. Nếu này ai thì to càng to càng tốt. Nói chung là nếu đến lúc thu hoạch thì nó cũng phải gần một năm. Các bạn có nghe thấy không ạ? Phải tầm từ 8-9 tháng đến gần 1 năm thì mới được ra một cái cây gọi to. Là to, tương đối trưởng thành. Giống cây nào bác nhỉ? Giống cây nào ở đây bác? Đúng, to thì những cây này thì nó chỉ mấy tháng thôi. À thế ạ. Nhưng mà to nó phải ra ngoài vườn ngoài kia kìa. Rồi. Nó thế, to. Thế những cây như thế này thì chính xác khoảng bao nhiêu tháng ạ? Cây này chỉ mấy tháng thôi, khoảng 4-5 tháng thôi. 4-5 tháng. Thôi. Rồi các bạn ạ. Như vậy là được 4-5 tháng là ra được cái chậu như thế kia ạ.
Rồi ạ, bây giờ mời các bạn đi thăm một số các cái thành quả mà bác đã làm hì hục suốt từ sáng hôm nay ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn nút like để cổ vũ cho chúng tôi có thêm động lực để sản xuất ra các video mới hữu ích hơn. Đừng quên subscribe để nhận được những video mới trong chuỗi các series video tìm hiểu về cách trồng, chăm sóc các loại cây hoa, cây cảnh. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Bye bye!